棒！啦啦啦啦啦啦 ！Subscribe！ 蹦迪蹦，蹦迪蹦，这儿是 Halloween， yeah！ 蹦迪蹦，蹦迪蹦，这儿是 Halloween， yeah！ I am a pumpkin, Ankylosaurus pumpkin, swish, swish.Ankylo Pumpkin! I am Frankenstein! Triceratops Frankenstein! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Triceratops Frankenstein! I am a mummy! Brachiosaurus mummy! Spin, spin! Brachio mummy! Boom de boom! Boom de boom! Jurassic Halloween! Yeah! I am a skeleton! Pachycephalosaurus skeleton!Bump! Bump! Pachyskeleton! I am a vampire! Pteranodon vampire! Swoosh! Swoosh! Terra vampire! I am a zombie! Tyrannosaurus zombie! Roar! Roar! Tyranno zombie! Boom de boom! Boom de boom! Jurassic Halloween! Yeah!Boom de boom, boom de boom, Jurassic Halloween, yeah! T-Rex. Tyrannosaurus Rex. I'm the best hunter. Tyrannosaurus Rex. What's gonna be my prey? Look at my mighty teeth. Look at my mighty jaws. Nothing can run away from me. Tyrannosaurus Rex. I'm the best hunter. Tyrannosaurus Rex. What's gonna be my prey? Look at my keen eyes. Look at my keen nose. Nothing can hide from me. T stands for toothy.T-Rex! T stands for tall? T-Rex! T stands for terrible? T-Rex! Tyrannosaurus Rex! I am the best hunter! Tyrannosaurus Rex! What's gonna be my prey? Listen to my foot stomp, listen to my loud roar. Nothing can stay calm in front of me. Nothing can stay calm in front of me. Ankylosaurus pumpkin, swish, swish. Ankylo pumpkin. I am Frankenstein, Triceratops Frankenstein. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Triceratops Frankenstein. I am a mummy, Brachiosaurus mummy. Spin, spin, Brachio mummy.
skeleton. Pachycephalosaurus skeleton. Bump, bump. Pachy skeleton. I am a vampire. Pterodon vampire. Swoosh, swoosh. Terra vampire. I am a zombie. Tyrannosaurus zombie. Roar. Mẹ con không? Ồ, ở trong đây tối quá. Một bé khủng long con vừa ra khỏi trứng. Hả? Sao không tháo ra được? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ của mình đâu? Với một phần vỏ che trên đầu, chú khủng long nhỏ đi vào rừng tìm mẹ. Mình chưa bao giờ gặp mẹ trước đây, nhưng mình nghĩ tay của mẹ sẽ ngắn như mình, và mẹ cũng sẽ đi hai chân. Ôi trời, cô rất xin lỗi. Ô, con không sao. Nhân tiện, cô có đi bằng hai chân không? Chà, thỉnh thoảng cô đi bốn chân, nhưng hầu hết thời gian cô đi hai chân. Ồ, thật sao? Con đi trên hai chân như này. Ồ, và chân trước của cô ngắn như tay con. Cô có phải mẹ con không? Không, cô là một Granodon. Con là khủng long gì vậy? Chúng ta xem mặt con thử đi. Hả? Iguanodon nhanh chóng nhận ra bé khủng long này là loài gì. Dù là khủng long con vẫn thật đáng sợ. Đi đi. Khoan, xin cô cho con biết con là ai. Vậy nhìn mình đáng sợ, vậy mình đoán mẹ mình cũng đáng sợ. Hả? Có lẽ mình nên lên đó để tìm mẹ. Ngọn núi đang di chuyển. Xin chào, cô là Stegosaurus. Con xuống khỏi lưng cô được không? Con xin lỗi. Bám vào dây trên lưng cô và cẩn thận leo xuống đi. Cảm ơn cô. Cô tốt bụng quá. Nhìn cô đáng sợ, nhưng thật ra cô là một khủng long tốt bụng. Nhìn cô đáng sợ sao? Con cũng bị nói là nhìn con đáng sợ. Vậy có thể nào cô là mẹ con không? Và con có mọc vây trên lưng giống cô lúc con lớn không? Không, con cô sinh ra đã có dây rồi. Con đoán con phải tiếp tục tìm mẹ rồi. Ơi, cô hy vọng con tìm được mẹ. Thằng bé nhìn quen quá. Mình thấy khuôn mặt đó ở đâu trước đây rồi. Trời. Chào khủng long nhỏ. Wow, chú cao quá. Phải, cổ chú cũng dài nữa. Vậy chú có thấy mẹ con không? Mẹ con hả? Con là ôi, con
Nhanh nhanh chạy đi. Hình như mẹ con đang tìm con, vậy nên mọi người đang chạy trốn. Ồ, thật sao? Nhưng mẹ con là ai? Mẹ con là khủng long đáng sợ và vĩ đại, Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex? Phải, đó là mẹ con, bà ấy đó. Hả? Mẹ ơi! Cuối cùng bé khủng long T-Rex đã tìm được mẹ. Răng sắc, chân khỏe và tai ngắn. Các bạn nghĩ sao? Họ có giống nhau không? Vua của khủng long, Tyrannosaurus Rex. Khủng long ăn cỏ, Iguanodon. Khủng long có vây, Stegosaurus. Khủng long khổng lồ, Diplodocus. Ai là vua của các loài khủng long? Tôi, Spinosaurus. Tôi, Tyrannosaurus. Hầm thì thật to, mâm gai cánh bùm bóp. Spinosaurus kêu ra ra ra, dầm bàn chân răng rắc hàm, chẳng gì vượt qua hàm cá sâu của tôi. Tôi, Spinosaurus. Tôi, Tyrannosaurus. Răng sắc nghiêng và vuốt rất mạnh. Ngâm. Tyrannosaurus kêu ra ra ra, dầm bàn chân răng rắc hàm, chẳng thể bài được đâu với hàm răng tôi sắc nhọn. Vẫn chưa kết thúc đâu. Boom de boom, boom de boom, Jurassic Halloween, yeah! Boom de boom, boom de boom, Jurassic Halloween, yeah! I am a pumpkin, Ankylosaurus pumpkin, swish, swish, Ankylo pumpkin! I am Frankenstein, Triceratops Frankenstein, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Triceratops Frankenstein! I am a mummy, Brachiosaurus mummy, spin, spin, Brachio mummy! Boom de boom, boom de boom, Jurassic Halloween, yeah! I am a skeleton, Pachycephalosaurus skeleton, bump, bump, Pachyskeleton! I am a vampire, Pteranodon vampire, swoosh, swoosh, Terra vampire! I am a zombie, Tyrannosaurus zombie. Roar, roar, Tyranno zombie. Boom de boom, boom de boom, Jurassic Halloween, yeah. Boom de boom, boom de boom, Jurassic Halloween, yeah. Ai là mùi ngon? Chúng rất lớn, răng ta đi. Chúng rất cứng, răng ta đi. Các người mong chi tránh xa được ta. Tyrannosaurus Rex. Ta săn mùi vô địch. Tyrannosaurus Rex. Kế tiếp ai là mùi ngon? Mắt sáng quắc xem đây. Mùi rất tinh xem đây. Trốn vô trong hang được sao? Có rất nhiều răng nhỏ. Lại rất là cao lớn. T-Rex. Và vô cùng đáng sợ. T-Rex. Tyrannosaurus Rex. Ta săn mùi vô địch. Tyrannosaurus Rex. Kế tiếp ai là mùi ngon? Đất luôn dưới bước chân ta. Rất khi thế thì ta gầm. Đồ ai không đúng khi đứng trước mặt ta. Đồ ai không đúng khi mặt ta.
Khủng long con ti 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 rex, khủng long con ti 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 rex, khủng long con ti 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 rex, khủng long. À, mẹ khủng long ti 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 rex, mẹ khủng long ti 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 rex, mẹ khủng long ti 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 rex, khủng long. À, khủng long ba ti 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 rex, khủng long ba ti 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 rex, khủng long ba ti 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 rex, khủng long. À, ba khủng long ti 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 rex, ba khủng long ti 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 rex, ba khủng long ti 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 rex, khủng long. Quá, khủng long ông ti 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 rex, khủng long ông ti 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 rex, khủng long ông ti 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 rex, khủng long. À, khủng đi săn ti 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 rex, khủng đi săn ti 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 rex, khủng đi săn ti 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 rex, đi săn nào. Nào chạy mau ti 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 rex, nào chạy mau ti 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 rex, nào chạy mau ti 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 rex, khủng long. Thật là mấy ti 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 rex, thật là mấy ti 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 rex, thật là mấy ti 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 rex, khủng long. Vậy là T-T-T-T-Rex, khủng long. Boom boom boom, chiki chiki boom, boom boom boom, thế giới khủng long, yeah. Tôi đây gà lì mài mệt nhanh nhất đám khủng long tôi. Chân mình thì dài lắm tay tơ, gà lì mài mệt. Tôi đây bậc thầy chạy đua đây, ha 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 ha. Khủng long siêu tốc, tôi đây là Gallimimus. Cuộc đua khủng long vĩ đại. Thưa quý ông, quý bà, hôm nay là ngày của cuộc đua khủng long. Mình là Pteranodon và sẽ dẫn chương trình hôm nay. Nếu nhìn vào vạch xuất phát, bạn sẽ thấy quán quân năm ngoái Gallimimus, và phía bên kia là Ankylosaurus và Brachiosaurus. Nè, Ankylosaurus, bạn cũng tham gia đua hả? Chắc bạn tới đây khó khăn lắm với đôi chân ngắn này. Tên chậm chạp. Cái gì? Chậm chạp? Nếu mình thắng, bạn phải ngừng chọc ghẹo mình. Bạn nghĩ bạn thắng được mình sao? Lúc mình bắt đầu chạy, không ai có thể theo kịp đôi chân dài này. Mình là loài khủng long nhanh nhất, Gallimimus. Oh, oh. Wow, cơ thể của bạn thật khổng lồ. Bạn chắc nặng lắm. Bạn chạy được không? Mình không cần chạy, vì mình có sải bước dài. Ơi, mình chỉ cần đi một chút là lại đói bụng nữa. Ôi, sao mình luôn đói bụng vậy? Được rồi, mọi người yên lặng. Giờ sẵn sàng. Chuẩn bị. Chạy. Oh, Gallimimus và Brachiosaurus đang hòa. Hey, tên này nhanh hơn mình nghĩ. Đó là mùi gì vậy? Giống như trái cây yêu thích của mình. Mình sẽ ăn một ít rồi chạy tiếp. Ồ, Brachiosaurus đang ngừng lại để ăn trái cây giữa cuộc đua. Ha ha, cảm ơn đã bỏ cuộc. Mình còn không thấy Ankylosaurus. Mình đoán mình thắng chắc rồi. Trời nóng quá. Có lẽ mình cũng nên nghỉ. Thật ra mình hơi mệt. Gallimimus, sao bạn có thể ngủ trưa giữa cuộc đua? Chắc mình không ngăn được bạn. Mình sẽ xem tình hình Ankylosaurus và tường thuật lại. Ankylosaurus, với tốc độ này, bạn nên bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc? Mình sẽ không bỏ cuộc. Bốn chân của mình khỏe không cần nghỉ. Mình không biết bỏ cuộc là gì. Wow,
Xem tinh thần chiến đấu đó kìa. Chúng ta đến xem Brachiosaurus lần nữa. Ôi trời, Brachiosaurus đã ăn hết trái trên cây. Ngừng ăn đi, tới lúc quay lại cuộc đua rồi. Ơ, nhìn bên đó kìa, mình thấy Ankylosaurus lại rồi. Mình không bao giờ bỏ cuộc. Ankylosaurus, bạn đang làm rất tốt. Cố lên, Ankylosaurus. Không lâu nữa, chúng ta sẽ có người thắng cuộc. Mình về nhất rồi, thắng rồi. Quán quân cuộc đua khủng long năm nay là Ankylosaurus. Cái gì? Sao có thể? Gallimimus, bây giờ bạn không thể chọc mình được nữa. Mình thua rồi. Bạn thật sự rất tuyệt. Mình rất vui khi được thông báo Ankylosaurus đã thắng cuộc đua. Brachiosaurus có tiếp tục không? Hay bạn ấy vẫn ngon quá đi. Khủng long giống chim Gallimimus, cơ thể phủ giáp Ankylosaurus, cổ dài tham ăn Brachiosaurus, giật lông mỏ dài Pteranodon. T-Rex. Tyrannosaurus Rex. I'm the best hunter. Tyrannosaurus Rex. What's gonna be my prey? Look at my mighty teeth. Look at my mighty jaws. Nothing can run away from me. Roar! Tyrannosaurus Rex. I'm the best hunter. Tyrannosaurus Rex. What's gonna be my prey? Look at my keen eyes. Look at my keen nose. Nothing can hide from me. Roar! T stands for toothy. T-Rex. T stands for tall. T-Rex. T stands for terrible. T-Rex. Tyrannosaurus Rex. I'm the best hunter. Tyrannosaurus Rex. What's gonna be my prey? Listen to my foot stomp. Listen to my loud roar. Nothing can stay calm in front of me. Nothing can stay calm in front of me. Roar! Chào các bạn, mình đang ở công viên thế giới khủng long cùng gia đình nè. Mình rất hào hứng. Bạn nghĩ chúng ta sẽ thấy những loài khủng long nào đây? Được rồi, đi thôi. Hả? Lạ quá. Mẹ ơi, nhìn kia kìa. Ồ không, tấm bản bị hỏng rồi. Mẹ nghĩ đã có chuyện gì đó. Có vẻ như có chuyện gì xảy ra bên trong công viên rồi. Cùng vào trong nào. Có chuyện gì ở đây vậy? Chỗ này thật là lộn xộn. Mọi người, chạy mau đi. Quái vật Pterosaurus đang ở đây. Chúng sẽ chộp lấy bạn cho mình xem. Công viên giải trí đúng là thảm họa, cũng tại chúng mà. Quái vật Pterosaur. Khoan, ba ơi, ông ơi, ba ơi, mẹ ơi. Mình phải làm gì đây? Quái vật Pterosaur bắt cả nhà mình đi mất rồi. Mình chắc chắn các bạn sẽ giúp mình mang họ về. Các bạn, cùng mình bắt đầu đi tìm cả nhà nhé.
Bọn quái vật Pterosaur này, sao chúng dám bắt gia đình mình chứ? Nhưng hy vọng vẫn còn, mình sẽ cứu được cả nhà thôi. Các bạn, hãy cùng mình tìm cá mập ong trước nào. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ong nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ong màu xanh lá bạn nha. Trực giác mình bảo rằng cá mập ong đang ở quanh đây. Ồ, có gì chuyển động ở kia kìa. Ôi, lỡ như Pterosaurus thấy tôi thì sao? Tôi phải tìm chỗ khác trốn thôi. Đó là Triceratops. Cái sừng to kia trông giống như đuôi của cá mập ong vậy. Vậy cá mập ong đang ở đâu đây ta? Tôi không phải là cá mập ong. Tôi nghĩ đã nhìn thấy ông ấy ở gần cái ao. Bạn nên tìm cá mập ong và rời khỏi đây mau đi. Pterosaurus có thể quay trở lại đó. Cảm ơn, Brachiosaurus. Gần cái ao sao? Thấy cái đuôi của ông rồi. Cá mập con, cảm ơn con nhiều lắm. Ông ơi, vui quá, ông không sao rồi. Ông ước sao cả nhà chúng ta đều ở đây cùng nhau. Cá mập con, sao con không đi tìm cá mập bà, trong khi ông giúp các bạn khủng long ẩn náu ở đây? Đừng lo lắng ông ơi, con sẽ đi cùng các bạn và tìm ra cá mập bà ngay thôi. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm cá mập bà nào. Ôi không, núi lửa sắp phun trào rồi. Nhanh nào, chúng ta phải tìm cá mập bà nào. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Hả? Là ai đây? Cẩn thận! Tôi có nhận chiếc gai rất nhọn ở đuôi đó. Mình xin lỗi, Stegosaurus. Suýt nữa mình bị đuôi nhọn của bạn đâm phải rồi. Có cái đuôi gì đang chuyển động ở kia kìa. Ôi trời, tôi tưởng lũ quái vật Pterosaurus tới đây để bắt tôi chứ. Cá mập con, bạn không nên ở đây. Núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào đó. Ankylosaurus nói phải. Mình nghĩ núi lửa sắp sửa phun trào rồi. Mình phải tìm ra cá mập bà. Bà có ở đây không? Cá mập con, vui quá, con không sao rồi. Cảm ơn các bạn đã giúp cá mập con tìm ra tôi. Bà ơi, nhìn ngọn núi lửa kìa. Bà phải đưa những quả trứng này đến nơi an toàn. Cá mập con hãy đi tìm những thành viên còn lại nhé. Suýt nữa thì cùng nhau tìm cá mập ba nào. Bà ở đâu rồi? Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ba nè là đuôi màu xanh. Cái gì dưới nước vậy? Chắc là cá mập ba rồi. Ba mừng bơi giỏi lắm. Bạn không phải là quái vật Pterosaurus. Hãy cẩn thận. Bạn không biết khi nào quái vật Pterosaurus sẽ xuất hiện đâu. Đó là Mosasaurus, không phải ba. Cùng tìm cá mập ba lại nào. Mình thấy cái đuôi màu xanh kia kìa. Người dám chạm trứng của ta sao? Quái vật Pterosaur kia. Là Tyrannosaurus, vua của loài khủng long. Tôi không cố ăn trộm trứng của ngài đâu.
Là ngươi à, cá mập con. Ta tưởng ngươi là một con quái vật pterosaur trộm trứng chứ. Ở đây nguy hiểm lắm, ngươi nên trở về với gia đình mình đi. Có một cái đuôi màu xanh khác ở đằng kia. Cảm ơn cá mập con. Bà đã rất lo lắng vì tất cả chúng ta đều bị pterosaur bắt giữ ngoại trừ con. Nhờ các bạn giúp đỡ nên con mới tìm thấy ba đó. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cá mập con đã tìm thấy cá mập mẹ chưa? Dạ chưa. Nhưng ba đừng lo lắng. Con biết con và các bạn ở đây sẽ tìm được mẹ sớm thôi. Cá mập con nhìn kìa, một quái vật pterosaur khổng lồ. Nó đang đi đâu vậy? Cá mập mẹ có thể ở đằng kia. Hãy bí mật theo dõi pterosaur khổng lồ nào. Nó đâu mất rồi? Ồ, pterosaur khổng lồ đang ngủ ở đằng kia kìa. Các bạn, chúng ta phải thật sự im lặng để quái vật pterosaur khổng lồ không thức dậy trong khi ta đi tìm mẹ nhé. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập mẹ đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Hãy tìm ở kia xem, còn thấy có gì màu hồng đằng sau tảng đá kìa. Ủa, chỉ là những trái cây màu hồng. Tiếp tục tìm nào. Mình phải làm gì đây? Con sợ pterosaur sẽ thức dậy mất. Ở kia thì sao? Tìm được cá mập mẹ rồi. Ôi trời, cá mập con, sao con tìm thấy mẹ vậy? Mẹ ơi, ta hãy mau chạy, kẻo pterosaur khổng lồ sẽ thức dậy đó. Pterosaur khổng lồ thức dậy rồi kìa. Ôi không. Các người định chạy đi đâu hả? Công viên giải trí khủng long này giờ đó là của ta rồi. Dừng lại, ta sẽ không cho người đụng đến gia đình của ta đâu. Cái gì? Chúng ta phải cắt lưới bằng hàm răng sắc nhọn của mình. Bà ơi, ông ơi, cảm ơn ông bà. Ta bật trời đó, nhưng các người không thể đánh bại ta đâu. Các bạn hãy cổ vũ gia đình mình để có thể đánh bại quái vật pterosaur nào. Chúng ta đã đuổi được pterosaur bay đi rồi. Cảm ơn rất nhiều. Công viên giải trí khủng long đã yên bình trở lại, tất cả nhờ gia đình cá mập. Đừng quên các bạn của mình nữa. Nhờ các bạn giúp đỡ, mình mới tìm lại được gia đình của mình và bảo vệ công viên giải trí khủng long. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Boom boom boom, chiki chiki boom 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 boom, thế giới khủng long. Mình xấu xí lắm thế, tại sao mà tới đó có ba sừng này? Chọc tới suốt đây các bạn mình đây. Mình ước gì bộ sừng này biến mất. Bộ sừng tuyệt vời của Triceratops. Nè các bạn ơi, ra ngoài chơi thôi. Ra ngoài chơi thôi. Stegosaurus, đừng bắt chước mình nữa. Đừng bắt chước mình nữa. Đồ bắt chước. Đây là Stegosaurus thích pha trò, còn được biết đến là thằng lằn vẹt, vì mỏ của chúng giống mỏ vẹt. Hi, chào mọi người. Chào Maiasaura. Mọi người muốn chơi gì hôm nay? Chúng ta chơi đánh tên khủng long được không? Mình sẽ kể các đặc điểm và các bạn đánh tên khủng long. Được thôi, mình chơi trò này giỏi lắm đó. Muốn đánh bại mình không dễ đâu. Để rồi xem, cùng chơi thôi.
chán trúng cho chức vô địch hút đầu. Thay kỳ Cephalosaurus. Nó thật nhanh nhẹn nhìn giống chim. Mái mịt, Cali mái mịt. Wow, các bạn giỏi quá. Nhưng cái tên tiếp theo sẽ không dễ đâu. Một con khủng long xấu xí có ba sừng trên mặt. Hả? Ba sừng trên mặt hả? Xấu xí sao? À ha, đó là Triceratops ba sừng. Câu này hài hước quá. Ôi trời, Triceratops đã nghe mọi chuyện. Sao mình xấu quá vậy? Sao mình lại có những chiếc sừng ngu ngốc và vô dụng này? Con yêu, có chuyện gì vậy? Không ai thích con vì những cái sừng này. Con có sừng để làm gì? Những chiếc sừng bảo vệ chúng ta, ngay cả những cái ăn thịt to lớn cũng phải khiếp sợ chúng. Đúng vậy. Và sau này, bạn của con sẽ trân trọng trái tim tốt bụng của con. Ba mẹ chắc không? Dĩ nhiên. Triceratops lấy hết can đảm và trở lại chỗ của những người bạn. Ngay lúc đó, là Velociraptor. Chạy đi. Các ngươi có thể thử nhưng không thoát đâu. Chúng ta sẽ bắt các ngươi bằng những móng vuốt sắc nhọn. Ôi không. Nè, để bạn của tôi yên. Ngươi từ đâu tới vậy? Ngươi sẽ không thoát được đâu. Triceratops. Quên cậu đi săn hôm nay đi. Wow, Triceratops can đảm đã chống lại bọn Velociraptor. Đừng bao giờ quay lại đây, hoặc các người sẽ hối hận. Đúng vậy, các người sẽ hối hận. Mình chưa bao giờ biết bộ sừng của bạn tuyệt như vậy. Yeah, mình đã biết là chúng rất tuyệt. Không phải bạn nói chúng xấu xí sao? Thì bạn cũng nói vậy mà. Làm gì có. Rất nhiều vì đã cứu tụi mình và xin lỗi vì đã chọc ghẹo bạn. Chúng ta làm bạn được không? Được, mình thích lắm. Mình rất vui khi giúp được các bạn với bộ sừng này. Và từ đó, các chú khủng long nhỏ trở thành bạn tốt của nhau. Ba sừng Triceratops. Nhỏ và nhanh nhẹn Hypsilophodon, giống vẹt Psittacosaurus, mỏ dịch Mayasaura, kẻ cắp xảo quyệt Velociraptor. Mình là loài khủng long đáng sợ nhất nè. Mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy mình. Mình tới đây, Allosaurus đây. Mình là loài khủng long khỏe mạnh nhất nè. Là mình đây, Allosaurus. Mặc dù mình nhỏ bé nhưng sẽ có ngày trở thành một thợ săn rất hay rất tài. Rawr! Mình là khủng long Allosaurus. Trong khu rừng của loài khủng long Allosaurus, các bạn nhỏ khủng long đang tập hợp lại. Có chuyện gì đây? Mẹ mình dặn đừng bao giờ ra khỏi khu rừng, bởi vì ngoài kia có rất nhiều khủng long đáng sợ. Thôi nào, loài Allosaurus chúng ta là đáng sợ nhất trên thế giới rồi còn gì? Không đâu, mình nghe nói có nhiều loài còn mạnh hơn đó. Không đâu. Nếu mà ngoài kia có khủng long nào mạnh hơn thì mình sẽ vào và tiêu diệt chúng ngay. Vậy sợ gì mà không đi chứ? Mình không đi đâu. Mình cũng không muốn đâu. Mấy bạn nhát gan quá. Được rồi, mình sẽ đi một mình. Phải làm gì đây? Mình nghĩ bạn ấy đi thật kìa. Có nên ngăn bạn ấy lại không?
Bạn nhỏ Allosaurus đi ra khỏi khu rừng và gặp Spinosaurus ở bờ biển. Ta là khủng long Allosaurus vĩ đại đây. Ngươi là ai? Ta là Spinosaurus. Ta đang bắt cá, nên nhỏ tiếng lại chút đi. Mình sẽ cho hắn ta thấy mình bắt cá giỏi như thế nào. Nhìn cho kỹ nè, đây mới là cách bắt cá. Cứu với! Ngươi còn không biết bắt cá là gì nữa? Ngươi định cho ta coi cái gì? Đây mới là cách bắt cá nè. Giờ thì có muốn xuống nước lại không hả? Đợi hôm khác. Lần sau nha. Ôi, mình bắt đầu thấy đói rồi. Phải ăn cái gì mới được? Allosaurus đang rất đói bụng. Bạn ấy đi loanh quanh và thấy Carcharodontosaurus đang đi săn. Mình sẽ lấy thức ăn của hắn ta. Ta đói rồi, đưa thịt cho ta mau. Ta sẽ cắn cổ ngươi nếu không đưa cho ta đó. Ta là khủng long Allosaurus vĩ đại. Ta đói rồi, đưa thức ăn ra đây. Thằng nhóc này chả đáng sợ gì hết. Ngươi không hiểu ta đang nói gì sao? Ngươi coi chừng ta đó. Nhìn mấy cái răng đó kìa. Lần này ta chỉ cảnh cáo nhóc thôi đó. Biến đi. Vâng ạ, chúc ăn ngon miệng ạ. Mình không thể trở về như vậy được. Bây giờ gặp ai nữa, mình sẽ cho họ thấy mình mạnh và đáng sợ như thế nào. Ta là khủng long Allosaurus mạnh nhất đây. Ngươi là ai? Ta là Tyrannosaurus, loài thằn lằn khổng lồ đây. Thằn lằn khổng lồ sao? Nhưng sao cái tai ngắn và chỉ có hai cặp móng vuốt vậy? Dễ thương quá. Sao? Dễ thương hả? Ta sẽ cho người thấy cái đuôi uy lực và răng sắc nhọn này. Đáng sợ quá đi. Ngài khủng long ơi, tôi không có ý đấu với ngài đâu. Khủng long Allosaurus xấu hổ quay trở lại khu rừng với bạn bè của mình. Bạn về rồi. Bạn có thấy khủng long nào không? Có. Bạn ổn chứ? Trông bạn mệt mỏi quá vậy. Mình hả? Đâu có. Mình là Allosaurus tối cao. Mình mạnh mẽ và đáng sợ mà. Vậy mà dẫn mình theo với. Mình nữa. Mình muốn đi ra khỏi khu rừng từ lâu rồi. Không, chưa được đâu. Chúng mình còn nhỏ bé quá. Khi nào lớn hơn một tí thì hãy đi nhé. Đúng vậy, các bạn ấy còn quá nhỏ. Nhưng rồi đây sẽ sớm trở nên mạnh mẽ và đáng sợ thôi. Kẻ săn mồi số 1, Allosaurus. Thợ săn cá, Spinosaurus. Thằn lằn khổng lồ, Tyrannosaurus Rex. Răng cá mập, Carcharodontosaurus.
Xin chào cá mập con, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò vui gì đây? Oh wow, nhìn kìa, có một hộp kho báu nè. Không biết bên trong là gì đây? Cùng mở nó nào. Wow, là những quả trứng đầy màu sắc. Không biết những quả trứng này thuộc về ai nhỉ? Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào quả trứng này. Wow, có vẻ như đó là một quả trứng khủng long. Nếu là một loài khủng long có chiếc bờm màu vàng giống như con gà. Aha, là Gallimimus. Wow, bạn nhanh thật đấy. Gallimimus tu 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 tu, Gallimimus tu 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 tu, Gallimimus tu 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 tu, Gallimimus. Wow, cá mập Gallimimus về nhất rồi kìa. Mình biết ngay mà. Xin chúc mừng cá mập Gallimimus. Chắc tất cả đều là trứng khủng long. Chúng ta sẽ xem quả trứng nào tiếp theo đây. Wow, có 3 chiếc sừng khỏe và sắc nhọn. Các bạn có biết đây là loài khủng long nào không? Đúng rồi, đó là Triceratops mạnh mẽ và vĩ đại. Triceratops tu 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 tu, Triceratops tu 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 tu, Triceratops tu 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 tu, Triceratops. Cá mập con giờ chỉ biết ăn cỏ thôi, kể từ khi biến thành Triceratops. Đó là vì chúng là loài động vật ăn cỏ. Có ngon không nào? Tiếp theo, ta sẽ biến thành loài khủng long nào? Loài khủng long nào có hộp sọ dày và cứng? Đúng rồi! Đó là loài Pachycephalosaurus. Pachycephalos tu 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 saurus tu 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 tu, Pachycephalos tu 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 saurus. Hộp sọ cứng thật đó. Thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ đến với quả trứng cuối cùng. Bạn có nghĩ đó là một con khủng long đáng sợ không? Sợ quá đi. Đó là T-Rex, vua của các loài khủng long. Mọi người, chạy mau đi. T-Rex tu 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 tu, T-Rex tu 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 tu, T-Rex tu 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 tu, T-Rex. Cá mập T-Rex đang đuổi theo đàn cá kìa. Gallimimus tu 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 tu, Triceratops tu 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 tu, Pachycephalos tu 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 tu, T-Rex. Cá mập con, bạn thấy biến thành khủng long như thế nào nè? Bạn có vui không? Lần sau hãy biến thành nhiều thứ thú vị hơn nhé. Tạm biệt. Boom boom boom, chiki chiki boom, boom boom boom, thế giới khủng long, yeah. Ông vua cung đầu là tập Pachycephalosaurus, đây đầu mình nhô ra xương cứng sọ dày. Và khi đây cung đầu ta đây, ta đây là nhà vua. Bậc thầy cũng đau Pachycephalosaurus. Vua cùng đầu Pachycephalosaurus, bạn ấy tập luyện chăm chỉ,
với xương sọ cứng và trán chắc chắn. Xem mình thực hiện cụm đầu siêu sức mạnh đây. Yeah! Wow! Nhìn các quả thông rụng như mưa luôn. Thật đẹp. Parky, bạn ngày càng giỏi việc cụm đầu. Yeah, thật hả? Dạ, mình biết bạn thích xem thông rụng nên... Wow, bạn cũng đầu giỏi lắm. Chào, mình là Baku. Mình vừa chuyển đến sau khi trốn thoát một vụ núi lửa phun trào. Ồ, rất vui được gặp bạn. Mình là Parky và bạn ấy là bậc thầy cũng đầu, Parky. Nhìn bạn ấy giống bậc thầy thật đấy. Chà, không có gì đáng kể. Mình thử được không? Được, được, thử đi. Đây là một nơi tuyệt vời để tập cụm đầu. Nhìn nó ra vẻ như xương sọ của nó dày hơn mình vậy. Siêu cấp đặc biệt, ba khu cụm đầu. Mình tới đây. Cái gì? Cái gì vậy? Wow, ba khu, bạn thật tuyệt. Bạn còn mạnh hơn cả Parky. Mình chỉ muốn gây ấn tượng với các bạn nên đã dùng hết sức. Mình cá là Parky chưa cố hết sức, phải không? Phải, đúng vậy. Thật ra, mình đã dùng hết sức mạnh. Nè Parky, sao bạn không trình diễn hết sức mạnh lần này đi? Hả? Được, chắc rồi. Nếu mình không làm tốt hơn Parky, chắc Parky sẽ thất vọng lắm đó. Cái gì? Bạn chỉ có vậy thôi hả? Parky, mình thất vọng quá. Parky, bạn và mình đấu một trận coi xem sao. Chà, không cần đi xa tới vậy chứ. Sao, bạn sợ thua hả? Bạn nhát gan hơn mình tưởng đó. Bạn nói mình là kẻ nhát gan hả? Được, thi thì thi. Nhưng đừng nói là mình không cảnh báo với bạn. Và như vậy, trận đấu bắt đầu. Yeah! Nếu bạn muốn ngừng, cứ nói một tiếng. Bạn đang nói gì vậy? Tiếp đi. Hai bạn, dừng lại. Không bao giờ. Chúng ta sẽ xem ai mạnh hơn. Coi chừng, nguy hiểm. Parky, bạn có sao không? Mình không sao. Bạn vừa cứu mình hả? Đúng vậy. Như vậy mới là bạn bè. Parky. Các bạn, chúng ta làm bạn được không? Nhưng chúng ta là bạn rồi, đúng không, Parky? Phải. Parky, cảm ơn bạn đã cứu mình. Chúng ta cùng tập cụm đầu với nhau mỗi ngày đi, Parky. Nghe hay lắm. Từ đó, ba chú Pachycephalosaurus nhỏ trở thành bạn tốt của nhau. Bậc thầy cụm đầu, Pachycephalosaurus. Ồ không, tôi đã lạc mất tô trứng. Ở đâu rồi, ở đâu rồi? Quả trứng bé xíu giờ đang nơi đâu? Con của tôi, con ở đâu mất rồi? Thì ra tô trứng đang ở nơi đây. Có ăn trộm, có ăn trộm, có ăn trộm. Nào hãy tránh xa tô trứng của tôi. Tôi không phải kẻ trộm trứng mà. Oviraptor, kẻ trộm trứng. Mình nhớ mình để trứng ở đây mà. Ngay đối diện cái cây cao này. Ở đâu rồi nhỉ? Có đây không? Hay ở kia? Khủng long Protoceratops mẹ đang đi tìm tổ của cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa tìm thấy. Ôi, ôi hoa đẹp quá. Con của mình cũng xinh đẹp như vậy.
chắc là cũng đang ở gần những bông hoa này. Xem nào. Hả? Ôi không không không, tránh ra, tránh ra mau. Cô đang làm gì ở đây? Cô đang định lấy trộm trứng của tôi hả? Cái gì cơ? Đây là tổ của tôi mà. Có thể cô ấy không phải là ăn trộm. Không không, chắc chắn là trộm. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có kẻ trộm trứng ở đây. Khi nghe khủng long Protoceratops kêu lên, tất cả khủng long lần lượt kéo đến. Có chuyện gì vậy? Ôi không, tên trộm này nè, cô ta định trộm trứng của tôi trong lúc tôi đang đi tìm nước uống đó. Cô thật sự là kẻ trộm trứng sao? Wow, cô chắc chắn là kẻ trộm trứng rồi. Không, không phải như vậy đâu. Làm ơn, nghe tôi nói đã. Tại sao chúng tôi phải nghe cô chứ? Cô đúng là kẻ trộm trứng rồi. Không, không phải đâu. Đây là trứng của tôi mà. Thật không tin nổi. Giờ cô còn nói đây là trứng của cô hả? Ngay lúc đó, Troodon xuất hiện. Loài Troodon được biết đến là loài khủng long thông minh nhất. Có chuyện gì ồn ào vậy? Tôi bắt quả tang cô ta trộm trứng của tôi, vậy mà giờ cô ta nói đây là trứng của cô ta. Không đúng đâu. Cô ta đột nhiên xuất hiện rồi gọi tôi là kẻ trộm mà. Trong trường hợp này, ta cần suy nghĩ. Để xem nào. À, tôi có ý này. Ở đây có 10 quả trứng, vậy ta chia mỗi người 5 quả nha. Hả? Bình tĩnh, tôi sẽ chia công bằng cho hai cô. Ôi không, không được. Trứng có thể bị bể nếu như ông làm như vậy đó. Ta nên làm gì đây? Bởi vì ta có 10 quả trứng và 2 người mẹ, cách này là tốt nhất rồi. Vậy các cô còn ý nào hay hơn không? Thôi, cứ lấy đi. Tất nhiên, vì đâu phải trứng của cô đâu. Đúng vậy, có phải trứng của cô ấy đâu. Tôi hiểu rồi. Bởi vì cô biết lo cho sự an toàn của những quả trứng, nên cô chắc chắn là mẹ của chúng. Vậy còn tôi thì sao? Tôi cũng là mẹ mà. Tôi cũng sợ con của mình bị đau vậy. Nhưng cô không thể hiện sự quả quyết bảo vệ trứng như vậy. Thôi thì hãy để thời gian giải quyết nha. Và ngay thời điểm đó, những quả trứng bắt đầu nở ra. Thấy không, mọi người còn nghĩ tôi là kẻ trộm trứng nữa không? Chúng rất giống tôi, vì chúng là con của tôi mà. Tôi xin lỗi. Vậy còn trứng của tôi đâu? Mọi người đây rồi. Mẹ khủng long Protoceratops đâu rồi? Hả? Cô làm gì ở đây vậy? Trứng của cô nở ra rồi kìa, ở dưới gốc cây bạch quả. Nhanh nào. Hả? Cây bạch quả? Được rồi, tôi sẽ tới đó ngay. Ôi con ơi, mẹ yêu các con nhiều lắm. Đúng vậy, Oviraptor không phải kẻ trộm trứng. Cô ấy là một người mẹ. Những bé khủng long Protoceratops cũng sẽ sớm gặp được mẹ thôi. Trông giống như tê giác Protoceratops, khủng long đầu chim Oviraptor, khủng long thông thái Troodon, nhỏ và nhanh Hypsilophodon, có chiếc đầu to Pachycephalosaurus.
Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé! Hãy tìm Ping Pong trên YouTube!